Chiều ngày 18 tháng 8, tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khánh thành nhà trưng bày Nguyễn Vĩnh Bảo, giai điệu và cuộc đời với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo cùng gia đình, đồng đảo các thế hệ học trò và người hâm mộ. Nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, nhà trưng bày có khu trung tâm là không gian nghiên cứu, sáng tác và truyền dạy âm nhạc dân tộc và 4 khu chuyên đề gồm quê hương và gia đình, quá trình hoạt động âm nhạc dân tộc, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trong lòng công chúng và giới chuyên môn, những thành tích nổi bật. Nơi đây trưng bày lưu giữ các hiện vật như tranh ảnh, các loại nhạc cụ, băng đĩa, tài liệu, công trình nghiên cứu, các phần thưởng danh hiệu của nhạc sư. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã hiến tặng toàn bộ tài liệu quý giá về sự nghiệp âm nhạc cho tỉnh Đồng Tháp đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh làm tốt nhiệm vụ giữ gìn, tạo không gian truyền thụ kiến thức âm nhạc, đồng thời kết nối thành điểm tham quan, phục vụ phát triển du lịch. Việc tổ chức trưng bày các tài liệu về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của nhạc sư, qua đó tạo không gian học tập, truyền dạy âm nhạc dân gian truyền thống mang tính đại chúng là một giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trước đó, trước sự quan tâm và tình cảm chân thành của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, vào tháng 4 năm 2018, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã tặng toàn bộ tài liệu trên 80 năm cho tỉnh Đồng Tháp và quyết định trở về sống tại quê hương.